Trước lúc cơn bão số 10 đổ bộ về đất liền, ngư dân các xã vùng biển Lộc Hà, Hà Tĩnh trúng đậm sò lông. Chưa đến một ngày, mỗi tàu ngư dân thu hoạch được hàng tấn sò lông. Vào sáng ngày hôm nay, tại khu vực cảng cá Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, tấp nập tàu thuyền vào tránh bão số 10. Nhưng trước giờ chạy bão, ngư dân cũng đã kịp thu hoạch mẻ sò lông với số lượng lớn. Ngư dân Hoàng Ngọc Hải cho biết, đi từ chiều tối ngày hôm nay thì sáng tinh mơ ngày hôm sau thuyền cập bến, chỉ trong một đêm bắt được khoảng 10 tấn sò. Thuyền vừa cập bến thì thương lái họ mua đến tận cảng thu mua, giá khoảng 5.000 đồng trên 1 kg. Còn ngư dân Nguyễn Văn Tình cho biết chưa bao giờ thấy sò lông nhiều như thế này, chỉ chưa đầy một ngày trừ các chi phí chúng tôi cũng kiếm được tiền triệu. Ông Bùi Tuấn Sơn, giám đốc ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh cho biết, trung bình mỗi ngày có từ 30 đến 50 tàu thuyền bắt sò lông biển vào cập cảng cá Cửa Sót, mang theo từ khoảng 120 đến 150 tấn sò lông với giá trị tại cảng dao động từ 3.700 đồng trên 1 kg đến 4.500 đồng trên 1 kg tùy theo ngày. Việc trúng đậm sò lông không chỉ mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho ngư dân trực tiếp đi biển mà còn tạo nhiều việc làm cho nhiều người dân khác ở trên biển, nhất là các chị em phụ nữ. Phần lớn sò lông này được các thương lái thu mua về rồi vận chuyển đi các tỉnh thành khác để chế biến làm thức ăn cho nuôi trồng thủy sản.